Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu thì vấn đề tăng giờ làm thêm trong dự án Bộ luật Lao động sửa đổi cũng nhận được nhiều sự quan tâm, tranh luận của các đại biểu Quốc hội. Truyền hình Thông tấn đã ghi nhận các ý kiến của các đại biểu bên hành lang Quốc hội. Đây không phải lần đầu tiên vấn đề mở khung giờ làm thêm cho người lao động được đưa ra bàn thảo. Trước đây cũng đã từng quy định thời gian làm thêm tối đa đến 400 giờ, sau đó giai cấp công nhân đấu tranh tăng lương giảm giờ làm nên đã giảm từ 400 xuống còn 300 giờ. Vậy tại sao lần này chúng ta phải nâng lên trở lại? Ví dụ tôi là một chủ doanh nghiệp, tôi đang cần một cái ca sản xuất đó là ồ ạt để mà tới một tuần lễ nữa tôi là đi xuất khẩu hoặc là tôi đem ra ngoài thị trường tôi bán, cần một lượng hàng như thế mà hiện nay số lượng công nhân tôi thì nó ít, cho nên tôi cần phải ngoài cái chuyện tăng tuổi tăng giờ lao động theo quy định rồi thì tôi sẽ tăng từ tuổi từ 30 giờ 300 giờ lên là 400 giờ. Trên thực tế, do tiền lương tối thiểu theo vùng chưa đáp ứng mức sống tối thiểu của người lao động nên nhiều người muốn tăng giờ làm thêm để tăng thêm thu nhập. Từ các lý do này, chính phủ muốn luật hóa để đảm bảo cho người lao động và chủ sở hữu lao động tham gia sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy kinh tế của doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận. Thế nhưng, thực tế tổng quỹ thời gian làm việc trong năm của người lao động Việt Nam đã cao hơn thế giới. Nếu tiếp tục tăng giờ làm thêm nữa, theo nhiều đại biểu, việc này sẽ đi ngược lại với xu thế tiến bộ xã hội. Cái người ta làm việc quá nhiều thì người ta sẽ sống khép kín lại. Cái nhu cầu để giao lưu, để trao đổi, để giải trí không còn nữa. Trong độ tuổi lao động cũng là trong độ tuổi người ta sẽ xây dựng cái quan hệ gia đình, để xây dựng cái người làm cha làm mẹ nữa. Như vậy cái dành thời gian quá nhiều thì người ta sẽ bỏ bê con cái. Các đại biểu cho rằng việc cần làm bây giờ là làm thế nào để tăng mức lương tối thiểu cho người lao động để họ an tâm làm việc, lao động sản xuất, chứ không phải lấy lý do tăng thu nhập cho người lao động để tăng thời gian làm việc mỗi ngày. Xin lỗi, với cái giờ làm thêm quy định hiện tại thì họ đã bị ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống, đến cái sinh hoạt. Và tôi cho rằng đó là không bền vững. Mà mình phải hướng tới một cái việc là làm sao là người lao động có thể sống được bằng cái khoảng thời gian lao động theo quy định hiện tại, chứ không phải là cứ phải tăng ca thì mới đủ sống. Chủ doanh nghiệp như là người sử dụng lao động và cái người lao động thì cũng muốn có cái điều kiện là được sử dụng lao động là làm thêm giờ, để mục tiêu chính cũng chính là vì lý do kinh tế thôi. Thì những vấn đề này thì cũng chính phủ cũng cần cân nhắc sao cho nó phù hợp, tức là những ngành nghề đối tượng nào thì lao động tới bao nhiêu là phù hợp. Bên cạnh đó, với những doanh nghiệp có nhu cầu tăng cường sản xuất, có thể tự thỏa thuận với công nhân, người lao động để có thể có mức tăng giờ làm thêm một cách hợp lý. Đi kèm với đó là thu nhập trong giờ làm thêm cũng phải tăng lũy tiến. Tuy nhiên, cần phải tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để tránh doanh nghiệp tận dụng nhân công giá rẻ, vắt cạn sức của người lao động.